Xin cập nhật ngày 9 tháng 6. Luật hình ảnh giả mạo của người ủng hộ Nga tại Trung Quốc bị phanh phui. Tạp chí hàng đầu của Trung Quốc đăng bài thơ châm biếm để khuyến khích thí sinh thi vào đại học. Đề thi văn tuyển sinh Đại học Bắc Kinh liên quan đến axit nucleic được cho là phù hợp hơn với các học sinh Thượng Hải. Nghi ngờ virus lan truyền theo hướng gió từ Bắc Triều Tiên, đàn đông Trung Quốc yêu cầu người dân đóng cửa sổ. Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ bỏ qua những tranh chấp trong lịch sử để cùng nhau đối mặt với sự bành trướng của Trung Quốc. Tu Lâm Hân Hạnh được đồng hành cùng quý vị trong bản tin cập nhật ngày 9 tháng 6 qua các nền tảng YouTube và xếp chat của DKN TV. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết của bản tin hôm nay. Thưa quý vị, hãng tin tiếng Trung Apollo One đưa tin, trong những ngày qua, nền tảng Tuyin, phiên bản Trung Quốc của TikTok đã xuất hiện một số lượng lớn các video có nội dung gần như giống nhau với chủ đề. Nước mất thì nhà cũng tan. Nước Nga đã bước vào thời kỳ khó khăn nhất. Mọi người xếp hàng gửi tiền tiết kiệm để cứu nước. Nhưng sự thật về những hình ảnh này đã bị bóc trần là ở những sự kiện không liên quan, nội dung đã hoàn toàn bị bóp méo. Cộng đồng yêu mến Nga ở Trung Quốc đã tung ra loạt các video, hình ảnh kèm nội dung như sau không có quốc gia thì cũng không còn nhà. Nga bước vào giai đoạn khó khăn nhất, mọi người xếp hàng đi cứu nước. Hoặc những poster với nội dung tương tự. Nước mất thì nhà cũng tan, Nga đã bước vào thời kỳ khó khăn nhất. Người dân đang xếp hàng gửi tiền cứu nước, xây dựng quê hương và bảo vệ tổ quốc. Những video này có nội dung lặp đi lặp lại. Quốc gia là nền tảng của gia đình, nước mất thì nhà cũng tan, Nga đã bước vào thời kỳ khó khăn nhất. Người dân đang xếp hàng gửi tiền để cứu nước người Nga cứu nước bằng tiền của mình, thế giới bình yên, trong thời điểm khó khăn, người ta xếp hàng để cứu nước. Thực hư sự việc này ra sao những bức ảnh video được lan truyền rộng rãi đó thật giả thế nào? Rốt cuộc những người Trung Quốc ủng hộ, hâm mộ Nga có động cơ gì? Hãng tin Apollo Wang đã chỉ ra những bức ảnh video đó là giả mạo và sai sự thật. Chúng đã xuất hiện từ những năm 2008, 2014, 2017, trước thời điểm diễn ra cuộc chiến Nga-Ukraine cộng đồng mạng nga tung ra những bằng chứng giả mạo trên rất có thể là nhằm tuyên truyền cái gọi là năng lượng tích cực hãng tin cho hay tất nhiên yêu nước là tốt nhưng tung tin đồn thất thiệt là không được nếu không bạn sẽ bị một cú tát vào mặt đây là thuật ngữ tiếng trung để chỉ việc bạn bày tỏ một quan điểm nhưng thực tế trái ngược với quan điểm của bạn và bạn sẽ bị làm cho mất mặt ăn một cái tát vào mặt cộng đồng mạng ủng hộ nga ở trung quốc đã nhận năm cái tát vào mặt cái tát thứ nhất Thực tế, bức ảnh này đã bị cộng đồng mạng Nga cắt từ bức ảnh gốc chụp vào ngày 1 tháng 6 năm 2017 tại nhà thi đấu O2 Arena London. Hàng trăm người có vé đã đứng xếp hàng chờ vào sân để xem buổi biểu diễn của ca sĩ người Anh Ed Sheeran. Trên bức ảnh gốc được đăng vào thứ Ba ngày 2 tháng 5 năm 2017, tài khoản Georgia Diabilius đã viết rằng cảnh xếp hàng chờ và xem buổi hòa nhạc cho thấy người Anh xuất sắc như thế nào khi xếp hàng. Cái tắt thứ hai hình ảnh ghi đất nước có lúc thăng lúc trầm, ai cũng có trách nhiệm với tổ quốc. Ngay khi nước Nga bước vào thời kỳ khó khăn nhất, trong hai tháng rưỡi qua, mỗi ngày quân đội Nga tiêu tốn 6,1 tỷ nhân dân tệ ở Ukraine và đã sử dụng hết kinh phí một năm chi tiêu cho quân sự. Người dân Nga đang xếp hàng để tiết kiệm tiền cứu đất nước. Nước mất thì nhà cũng tan, sức mạnh của dân tộc hiếu chiến, bạn nghĩ sao khi xem bản gốc? Trên thực tế hình ảnh trên được chụp vào ngày 17 tháng 2 năm 2014. Các khách hàng nga khi đó đang xếp hàng để mua các mặt hàng điện tử bên trong một cửa hàng Mvideo ở thành phố Saint Petersburg của Nga. Hàng tiêu dùng đã tăng giá trong bối cảnh nhiều người lo ngại rằng giá sẽ tăng hơn nữa trong cuộc khủng hoảng tiền tệ tồi tệ nhất của đất nước kể từ năm 1998. Cái tát thứ ba: Các video của Trung Quốc nói rằng nhiều người Ukraine chạy trốn với tiền, nhưng người dân nga đang làm ngược lại, xếp hàng dài để đến ngân hàng gửi tiền cứu đất nước. Trên thực tế, Bức ảnh trên do đã được Reuters đưa tin với nội dung. Kỷ lục, biến cố này là sự cố lớn nhất của nước Nga kể từ năm 1998, khi lãi suất tăng vọt quá 100% khiến chính phủ vỡ nợ và người dân Nga đã xếp hàng dài trên các con phố ở thủ đô Moscow để rút tiền tiết kiệm. Kẻ tác thứ tư Video của Trung Quốc ghi chú Từ hàng chục đến hàng trăm ngàn người, tất cả đều đang góp sức mình. Người dân Nga thật đáng khâm phục. Dân Nga xếp hàng dài để đến ngân hàng rút tiền tiết kiệm các gia đình ủng hộ bằng hành động, đoàn kết là sức mạnh, khoảnh khắc hành động chuyển năng lượng tích cực. Trên thực tế, theo kết quả của công cụ tìm kiếm nổi tiếng Teen Arts, bức ảnh này chụp những người Nga đang xếp hàng trước chi nhánh của Sberbank, ngân hàng thương mại quốc doanh lớn nhất của Nga. Nó xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2008, không liên quan gì đến cuộc chiến Nga-Ukraine. Và đây là cái tát thứ năm vào mặt cộng đồng mạng Trung Quốc ủng hộ Nga. Thực tế, bức ảnh trên được chụp vào ngày 27 tháng 2 năm 2022, sau khi Nga bị Mỹ và châu Âu trừng phạt nghiêm khắc vì tấn công Ukraine. Khiến đồng giúp Nga mất giá mạnh, người dân Nga đã đổ xô đến các cây rút tiền ATM. Bên cạnh đó, một hàng dài đã sẵn sàng để rút tiền. Lưu ý rằng đây là rút tiền chứ không phải gửi tiền để cứu nước. Hãng tin Apollo Wang lưu ý độc giả nói tiếng Trung rằng, mọi người nên nhớ mạng xã hội đầy tin đồn thất thiệt và những người Trung Quốc hâm mộ Nga luôn thích tung tin đồn. Do đó bạn phải luôn đề phòng, tránh bị tin đồn thất thiệt lôi kéo, định hướng dư luận. Tạp chí hàng đầu của Trung Quốc đăng bài thơ châm biếm để khuyến khích thí sinh thi vào đại học. Thưa quý vị, vào ngày 7 tháng 6, tạp chí có lượng phát hành lớn nhất ở Trung Quốc, Tu hay còn gọi là độc giả, đã đăng bài thơ châm biếm của Hoàng Sao Triều Đại Nhà Đường trên Weibo nhằm khuyến khích học sinh thi vào đại học. Sự kiện này cũng giống như vụ bán bánh ngọt hình xe tăng của Lý Giai Kỳ đã trở thành một trường hợp điển hình của việc người Trung Quốc lao vào tháp phòng thủ, tức là chỉ hành vi khiêu khích những người có quyền lực tạp chí Tutra đã viết trên Weibo chính thức của mình như sau. Đợi đến ngày thu mùng 8 tháng 9, khi hoa của ta nở ra, trăm hoa khác sẽ bị sát hại. Hương thơm ngát trời bay tới tận Trường An, khắp thành tràn ngập trong các bộ áo giáp vàng. Hy vọng tất cả học sinh thi đại học có thể tọa nguyện, không phí hoài công sức 10 năm qua. Bốn câu đầu của bài thơ trích dẫn từ bài Bất đệ hậu phú cúc của Hoàng Sao được viết sau khi ông thi trượt tiến sĩ. Trước khi phát động cuộc khởi nghĩa, Hoàng Sào đã nhiều lần đến Trường An để tham gia kỳ thi của triều đình, nhưng không lần nào thi động. Vì vậy, ông viết bài thơ này với lòng cam thù, rồi sau đó kế nghiệp tổ tiên nghề buôn muối lậu, sau đó do lũ lụt và hạn hán liên tục tại Trung Quốc trong nhiều năm. Cộng thêm việc triều đình liên tục sử dụng quân đội bên ngoài và thuế má liên tục những năm cuối nhà đường. Cuối cùng nhân dân phát động cuộc khởi nghĩa Vương Tiên Tri và Hoàng Sào nhanh chóng gia nhập vào đó. Bài thơ bất đệ hậu phú quốc này được coi là bài thơ mang sát khí tàn bạo nhất trong tất cả các triều đại Trung Quốc. Nhưng vì chính quyền Trung Quốc đánh giá cao lãnh tụ của cuộc khởi nghĩa nông dân hoàng sao, bài thơ này cũng được các quan chức ca ngợi là những người bị áp bức đã gan dạ chống lại bè lũ thống trị hủ bại. Chớ cho thay, ở Trung Quốc ngày nay nền kinh tế gần như sụp đổ và thiên tai nhân họa triền miên hầu như như thể tái hiện khung cảnh của những năm cuối triều đại nhà Đường. Lúc này tuổi trưa đăng bài thơ châm biếm này, quả thực rất hợp thời thế nên nhanh chóng thu sự chú ý. Một số cư dân mạng cho rằng bài thơ này được viết sau khi thi trượt, rõ ràng dùng để khích lệ các thí sinh chuẩn bị thi đại học là không phù hợp. Có cư dân mạng đặt câu hỏi, chủ bút không phải là xã hội đen cao cấp sao? Chủ bút có biết tác giả của bài thơ này là ma vương giết người đã kết thúc vinh quang của nhà đường không? Bạn đang khích lệ học sinh thi trượt giống hoàng sao à? Sau đó tạp chí Tu Trưa đã nhanh chóng xóa bài viết. Sự việc này cũng giống như việc Lý Gia Kỳ phát sóng trực tiếp chiếc bánh ngọt hình xe tăng vào hôm 3 tháng 6, khiến ngoài giới cảm nhận được những trào lưu đang âm ỉ trong xã hội Trung Quốc. Thật khó để đoán được là người trong cuộc không quá mẫn cảm với chính trị hay là họ cố ý làm như vậy. Đề thi văn tuyển sinh Đại học Bắc Kinh liên quan đến axit nucleic được cho là phù hợp hơn với các học sinh Thượng Hải. Thưa quý vị, ngày 7 tháng 6 là ngày mở đầu kỳ thi tuyển sinh đại học ở Trung Quốc đại lục. Sau khi bài kiểm tra môn ngữ văn vào buổi sáng kết thúc, các đề thi ngay lập tức được đăng tải, các vấn đề mang tính chính trị như Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh được đưa vào đề thi. Ngay cả chủ đề kiểm tra axit nucleic cũng xuất hiện trong các đề thi của Bắc Kinh. Một số ý kiến cho rằng các đề thi môn ngữ văn của kỳ thi tuyển sinh đại học ở Bắc Kinh có vẻ phù hợp hơn với các học sinh Thượng Hải. Bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, kỳ thi tuyển sinh đại học ở Thượng Hải năm nay bị hoãn sang ngày 7 đến ngày 9 tháng 7. Đề thi ngữ văn năm nay có tổng cộng 7 bộ đề thi trong đó 4 bộ do trung tâm khảo thí của Bộ Giáo dục ra đề, còn lại do Bắc Kinh, Thiên Tân và Chiết Giang tự ra đề. Năm nay Bắc Kinh là thành phố đăng cai Thế vận hội mùa hè và Thế vận hội mùa đông. Đề thi B cả nước yêu cầu thí sinh viết một bài luận về chủ đề Vượt qua lại vượt qua. Thu sự chú ý nhất là bài kiểm tra của Bắc Kinh. Thông thường học sinh sẽ chọn một trong hai đề, là nói về việc học tập ngày nay và trực tuyến. Ngoài ra còn có phần viết đoạn văn ngắn 10 điểm, có 3 chủ đề, thí sinh có thể lựa chọn một trong số đó. Phần tự luận 50 điểm, chọn một trong hai chủ đề, đó là thời đại Internet và thời kỳ dịch bệnh. Rất nhiều hoạt động chuyển sang trực tuyến, bạn nhất định có không ít những kinh nghiệm, hiểu biết và cảm nhận về trực tuyến. Một trong những chủ đề viết văn cũng liên quan đến dịch bệnh, đó là xét nghiệm axit nucleic hiện nay. Khoảng cách an toàn bắt buộc là 2 mét khi xếp hàng xét nghiệm axit nucleic. Một số khu dân cư đã thiết kế các biển báo an toàn dưới nhiều hình thức khác nhau cho giải phân cách dài 2 mét. Nào là cầm ô dưới trời nắng, tranh ảnh có thơ cổ trên mặt đất. Vui lòng chọn một địa điểm xét nghiệm và thiết kế vạch kẻ ngăn cách 2 mét dựa theo đặc điểm hoàn cảnh và viết ra lý do thiết kế. Vào ngày 7 tháng 6, nhà bình luận thời sự hạng Đống Lương đã đăng bài viết Đề thi Đại học của Bắc Kinh phù hợp hơn với các học sinh ở Thượng Hải. Ông nói rằng, học sinh trung học hiện nay lớn lên trong thời đại Internet. Vốn dĩ họ có tầm nhìn rộng hơn, Tuy nhiên, dịch bệnh vương COVID-19 đã mang đến những thay đổi to lớn cho cuộc sống của họ. Họ không thiếu những kinh nghiệm thực tế và không thiếu những cảm xúc chân thực. Về chủ đề cuộc sống trực tuyến, các thí sinh ở Thượng Hải có nhiều ý tưởng nhất. Bởi vì sau hơn 2 tháng im hơi lặng tiếng, việc học của các em được chuyển sang trực tuyến trong giai đoạn ôn thi nước rút. Nguồn thức ăn cho các em và gia đình được chuyển sang trực tuyến. Tương tác thông tin của các em với toàn xã hội cũng được chuyển sang trực tuyến. Trong khi các thí sinh ở Bắc Kinh đang xôn xao trong phòng thi thì các thí sinh đại học ở Thượng Hải vẫn đang học trực tuyến vì kỳ thi đại học đã bị trì hoãn một tháng. Nhưng trải nghiệm thực tế mới mẻ và có sự ảnh hưởng to lớn như vậy là tài liệu thực tế tốt nhất cho những bài viết xuất sắc và là linh hồn quan trọng nhất của các bài văn trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Bài báo cho biết trong thời gian xảy ra dịch bệnh ở Thượng Hải, các cuộc thảo luận về chính sách bảo vệ sinh kế của người dân và phòng chống dịch bệnh đã diễn ra sôi nổi chưa từng có. Theo Bộ Giáo dục Trung Quốc, số lượng người đăng ký tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học ở Trung Quốc năm nay lại đạt mức cao kỷ lục. Nghi ngờ virus lan truyền theo hướng gió từ Bắc Triều Tiên, đàn đông Trung Quốc yêu cầu người dân đóng cửa sổ. Thưa quý vị, theo an tin Bloomberg tại thành phố Đan Đông thuộc tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, nơi giáp với Triều Tiên, dịch bệnh vẫn tiếp tục lây lan, chuỗi lây truyền của đợt dịch này vẫn chưa được làm rõ. Do đó, chính quyền và cơ quan y tế nghi ngờ rằng virus có thể đã đi theo chiều gió từ nước láng giềng Bắc Triều Tiên tới. Đàn Đông, một thành phố với dân số 2,19 triệu, đã báo cáo số ca mắc mới tăng lên mỗi ngày bất chấp các biện pháp phòng tỏa kể từ cuối tháng 4. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Đàn Đông, hầu hết những người nhiễm bệnh tại địa phương trong tuần qua đã không ra khỏi cư xá ít nhất 4 ngày trước khi phát hiện bệnh. Vì không thể tìm thấy chuỗi lây truyền, do đó các quan chức địa phương nghi ngờ rằng virus đến từ Triều Tiên theo hướng gió và kêu gọi cư dân sống bên sông áp lục gần Triều Tiên không mở cửa sổ của họ khi có gió phương Nam họ cũng được yêu cầu tăng cường thử nghiệm axit nucleic, một người dân ở Đan Đông cho biết. Theo hãng truyền thông nhà nước Triều Tiên KCNA, Triều Tiên đang trải qua một cuộc khủng hoảng bùng phát với hơn 4 triệu trường hợp nghi nhiễm COVID-19 kể từ cuối tháng 4. Đại diện từ thành phố Đan Đông và Trung tâm Quản lý tỉnh Liêu Ninh cho biết qua điện thoại với phóng viên của hãng tin Bloomberg rằng họ không biết chi tiết về sự lây truyền của virus qua đường không khí. Về vấn đề này, nhiều cư dân mạng Trung Quốc cho rằng về virus COVID-19 phát tán hàng trăm mét trong không khí là không khoa học. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng virus không có khả năng lây truyền trong khoảng cách xa, đặc biệt là ở những nơi ngoài trời khi không tiếp xúc gần. Đan Đông là trung tâm thương mại quan trọng giữa Triều Tiên và Trung Quốc. Trước khi có dịch, khoảng 70% hoạt động ngoại thương của Triều Tiên được tiến hành qua thành phố Đan Đông. Trong thời gian dịch bệnh bùng phát, vận tải đường sát giữa Đan Đông và thành phố Shinoichu của Triều Tiên đã bị đình chỉ. Thưa quý vị, theo tờ Epoch Times, các nhà phân tích nhận định, tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol sẽ có phản ứng cứng rắn trước hành động khiêu khích của Triều Tiên. Điều này sẽ giúp Nhật Bản nâng cao năng lực quân sự. Nếu Nhật Bản và Hàn Quốc có thể hóa giải các tranh chấp lịch sử lâu đời, sẽ định hình lại bản đồ ngoại giao của Đông Á và có sức gian đe đối với chính quyền Trung Quốc hơn. Trong tuần này, Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã tập trận không quân chung và bắn tên lửa để đáp trả hành động bắn một loạt tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Triều Tiên hôm Chủ nhật. Đây là lần thứ hai Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol phản ứng quyết liệt như vậy đối với các cuộc thị uy vũ trang của Triều Tiên kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 5. Ông hứa sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn nếu nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vớt lời những lời cảnh báo. Kim jong un một cựu sĩ quan hải quân và là một chuyên gia quân sự tại Đại học Kyungnam Nam Hàn Quốc nói với Reuters rằng căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên, bao gồm các hành động của Triều Tiên và phản ứng của chúng tôi đối với nó, sẽ mang lại nụ cười trên khuôn mặt của Nhật Bản. Ông cho rằng những dấu hiệu cho thấy Triều tiên đang chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân khác, cùng với việc Hàn Quốc và Hoa Kỳ nối lại các cuộc tập trận chung, khiến Nhật Bản có thêm lý do để chuyển đổi thành một quốc gia có năng lực quân sự như bình thường. Trong nhiều thập niên, Nhật Bản đã kiên quyết giữ chi tiêu quốc phòng dưới 1% tổng sản phẩm quốc nội GDP để chống lại chủ nghĩa quân phiệt gây ra thế chiến thứ hai. Tuy nhiên, trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Tokyo vào tháng trước, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio nhấn mạnh rằng Tokyo đã chuẩn bị sẵn sàng để có một tư thế phòng thủ mạnh mẽ hơn trước một chế độ Trung Quốc ngày càng tàn bạo. Các nhà chức trách Nhật Bản cho biết họ muốn tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng trong 5 năm tới. Lep Eric Ersley, một học giả về quan hệ quốc tế tại Đại học Nữ sinh Ewell ở Seoul, cho biết rằng một phản ứng mạnh mẽ hơn từ chính phủ John suk yoon đối với hành động khiêu khích của Triều Tiên sẽ nhận được sự ủng hộ của Nhật Bản vì điều này không chỉ gian đe chế độ Kim mà còn là một phần để bảo vệ trật tự khu vực dưới áp lực từ chính quyền Trung Quốc. Ông Yoon Suk-yeol so cho biết ông hy vọng sẽ sớm gặp Thủ tướng Kishida Fumio và làm việc với ông để cải thiện quan hệ giữa hai nước. Ngoại giới chỉ ra rằng một trong những cuộc gặp quan trọng nhất tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid, thủ đô của Tây Ban Nha trong tháng này, có thể là cuộc gặp giữa ông Yoon Suk-yeol so và ông Fumio. Điều này sẽ tạo cơ hội cho hai đồng minh quan trọng của Mỹ ở Đông Á có cơ hội dần dần buông xuống những tranh chấp trong lịch sử. Chien in cựu chỉ huy lực lượng đặc chủng của Hàn Quốc, nói với Financial Times, rằng Seoul si và Tokyo cần tách các tranh chấp lịch sử và xích mích kinh tế ra khỏi các lợi ích an ninh chung. Ông Yon in nói rằng, không có Nhật Bản chúng ta không thể chiến thắng trong cuộc chiến trên bán đảo Triều Tiên. Ông chỉ ra rằng các sân bay và hải cảng của Nhật Bản rất quan trọng đối với sự hỗ trợ quân sự của Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Nó giống như một tàu sân bay không bao giờ chìm và nó rất quan trọng đối với an ninh của Hàn Quốc. Tuy nhiên, sẽ không dễ để giải quyết triệt để những chia rẽ lâu đời giữa hai nước. Tờ Financial Times chỉ ra rằng, trong chuyến công du châu Á của Tổng thống Biden vào tháng trước, các quan chức Hoa Kỳ đã hy vọng ông Chuk và ông Fumio có thể gặp nhau, nhưng các quan chức Nhật Bản dường như đã từ chối ý kiến này. Theo các nguồn tin, các nỗ lực ngoại giao hiện đã chuyển sang sắp xếp các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai bên tại hội nghị thượng đỉnh NATO vào ngày 28 và 29 tháng 6. Báo cáo cho biết đảng của ông Jeong chok đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử địa phương vào tuần trước. Việc củng cố vị thế chính trị của Tân tổng thống đã tiếp thêm sự kích lệ cho các quan chức Nhật Bản về việc cải thiện mối quan hệ giữa hai nước. Xung đột giữa Nhật Bản và Hàn Quốc có lịch sử lâu đời, bên cạnh tranh chấp chủ quyền ở đảo Liancourt và các vấn đề kinh tế tương ứng. Trong lịch sử Nhật Bản đã nhiều lần xâm lược Hàn Quốc. Từ năm 1910 đến năm 1945, Nhật Bản xâm lược và chiếm đóng bán đảo Triều Tiên và đã từng thực hiện chế độ lao động cưỡng bức, ép buộc nhập ngũ và nô lệ tình dục đối với người dân Triều Tiên. Mặc dù năm 1965, hai nước đã ký hiệp ước quan hệ cơ bản Hàn Quốc và Nhật Bản nhằm bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Vào thời điểm đó, Nhật Bản đã cung cấp cho Hàn Quốc 500 triệu đô la Mỹ trong quỹ chính phủ, trong đó 300 triệu đô là khoản trợ cấp miễn phí bằng tiền mặt và 200 triệu đô là khoản vay dài hạn lãi suất thấp. Tuy nhiên, rất nhiều dân chúng Hàn Quốc vẫn bài xích Nhật Bản, mà nhiều người Nhật Bản cũng không tin rằng Hàn Quốc sẽ tôn trọng bất kỳ thỏa thuận mới nào để giải quyết các vấn đề lịch sử. Tuy nhiên, theo kết quả của cuộc thăm dò do Hiệp hội Kinh tế Quốc gia Hàn Quốc công bố hồi tháng 4, có đến 74,9% số người được hỏi cho rằng chính phủ Hàn Quốc và Nhật Bản cần nỗ lực cải thiện quan hệ giữa hai nước. Cory Wallace, một chuyên gia về các vấn đề quân sự và an ninh, tại Đại học Kanagawa của Nhật Bản cho biết, Tổng thống Kishida Fumio đã giành được sự ủng hộ của công chúng với chính sách quốc phòng mạnh mẽ hơn và mối quan hệ được cải thiện với Seoul chính là dệt hoa trên gấm, ngày càng trở nên tốt đẹp. Ông Wallace nói với hãng tin Reuters rằng tình hình ở Ukraine đã khơi dậy sự ủng hộ của công chúng đối với chi tiêu quốc phòng và Tokyo nhìn thấy cơ hội mở ra cánh cửa đã từng đóng trong quá khứ. Ông cũng tin rằng, một thế trận phòng thủ chung mạnh mẽ hơn của Hàn Quốc và Hoa Kỳ chống lại Triều Tiên cũng sẽ giúp Nhật Bản chú ý hơn đến mối đe dọa từ Trung Quốc. Về lý thuyết, Nhật Bản có thể dành nhiều nguồn lực quân sự và chi tiêu mới để tăng cường hiện diện quân sự ở vùng biển Tây Nam, ông Quân nói. Thưa quý vị, mục tin cập nhật của DKN TV đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thu Lâm kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.